Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày về STM32 UART. Sơ một là sơ lược về lý thuyết, khái quát về UART. UART tiếng Anh là Universal Assignation Receipt Transshipment System, một chuẩn giao tiếp không đồng bộ cho MCU và các thiết bị ngoại vi. UART là một loại ngoại vi cơ bản và thường dùng trong các quá trình giao tiếp với các module như USB, Wi-Fi, Bluetooth. Đây là cái chuẩn giao tiếp thông dụng và phổ biến trong công nghiệp từ trước đến nay. Chuẩn UART là một chuẩn giao tiếp điểm và điểm, nghĩa là trong mạng chỉ có hai thiết bị đóng vai trò là transmitter hoặc receiver. Phần 2 là cách thức hoạt động của giao thức UART. UART là giao thức truyền thông không đồng bộ, nghĩa là không có sync clock. Các thiết bị có thể hiểu được nếu các setting giống nhau. UART là truyền thông song song, full duplex, nghĩa là tại một thời điểm có thể truyền và nhận đồng thời. Trong đó, quan trọng nhất là baud rate, tốc độ baud là khoảng thời gian dành cho một bit được truyền, phải được cài đặt giống nhau ở gửi và nhận. Truyền thông nối tiếp và song song, trong giao tiếp dữ liệu nối tiếp, dữ liệu có thể được truyền qua một cáp hoặc đường dây ở dạng bit bit và nó chỉ cần hai cáp. Truyền thông dữ liệu nối tiếp không tắc khi chúng ta so sánh với giao tiếp song song, nó đòi hỏi ít mạch cũng như dây, vì vậy giao tiếp này rất hữu ích trong các mạch kép so với giao tiếp song song. Trong giao tiếp dữ liệu song song, dữ liệu có thể truyền qua nhiều kép cùng một lúc. Truyền dữ liệu song song tốn kém nhưng rất mạnh vì nó đòi hỏi phần cứng và kép bổ sung. Đây là sơ đồ của giao tiếp song song. Tiếp theo ta đến với sơ đồ khối của UART. Sơ đồ khối UART là bao gồm hai thành phần là máy phát và máy thu, được hiển thị bên dưới. Phần máy phát bao gồm ba khối là thanh ghi dữ truyền, thanh ghi dịch chuyển và logic điều khiển. Tương tự, phần máy thu bao gồm một thanh ghi dữ, thanh ghi thay đổi và logic điều khiển. Hai phần này thường được cung cấp bởi một bộ tốc độ bao trình. Tạo này được sử dụng để tạo tốc độ khi phần máy phát và phần máy thu phải truyền hoặc nhận dữ liệu. Thanh ghi giữ trong máy phát bao gồm byte dữ liệu được truyền. Các thanh ghi thay đổi trong máy phát và máy thu di chuyển các bit sang phải hoặc trái cho đến khi một byte dữ liệu được truyền hoặc nhận. Một logic điều khiển đọc hoặc ghi được sử dụng để biết khi nào nên đọc hoặc viết. Máy phát tốc đây là sơ đồ khối của URT. Tiếp theo đến với truyền thông URT. Trong giao tiếp này có hai loại URT có sẵn là UART và URT, là nhận và nhận UART, và giao tiếp giữa hai loại này có thể được thực hiện trực tiếp với nhau. Đối với điều này, chỉ cần hai kép để giao tiếp với giữa hai URT, luồng dữ liệu sẽ từ cả hai chân truyền TX và nhận RX của URTS. Trong URT, việc truyền dữ liệu từ TXURT sang RXURT có thể được thực hiện không đồng bộ, không có tín hiệu sync clock để đồng bộ hóa các bit. Việc truyền dữ liệu của URT có thể được thực hiện bằng các cách sử dụng bus dữ liệu ở dạng song song bởi các thiết bị khác như vi điều khiển, bộ nhớ, CPU. Sau khi được nhận dữ liệu song song từ bus,
Nó tạo thành gói dữ liệu bằng cách thêm 3 bit như bắt đầu, dừng lại và trung bình. Nó đọc từng bit gói dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu nhận được thành dạng song song để loại bỏ 3 bit của gói dữ liệu. Tóm lại, gói dữ liệu nhận được bởi URT chuyển song song về phía bus dữ liệu ở đầu nhận. Sau đó là định dạng gói tin. Định dạng gói tin như sau: Star bit còn được gọi là bit đồng bộ hóa, được đặt trước dữ liệu thực tế. Nói chung, một đường truyền dữ liệu không hoạt động được điều khiển ở mức điện áp cao. Để bắt đầu truyền dữ liệu, truyền URT kéo đường dữ liệu từ mức điện áp cao 1 xuống mức điện áp thấp 0. URT thu được thông báo sự chuyển đổi này từ mức cao sang mức thấp qua đường dữ liệu, cũng như bắt đầu hiểu được dữ liệu thật. Nói chung, chỉ có một star bit. Tiếp theo ta đến với stop bit. Stop bit là bit dừng, được đặt ở phần cuối của gói dữ liệu. Thông thường bit này dài 2 bit, nhưng thường chỉ sử dụng một bit để dừng sóng URT, giữ đường dữ liệu ở mức điện áp cao. Tiếp theo ta đến với Variety bit. Bit chẵn lẻ cho phép người nhận đảm bảo dữ liệu được thu thập có đúng hay không. Đây là một hệ thống kiểm tra lỗi thấp, cấp thấp và bit chẵn lẻ có sẵn trong hai phạm vi như chẵn lẻ cũng như chẵn lẻ lẻ. Trên thực tế, bit này không sử dụng rộng rãi nên không bắt buộc. Tiếp theo ta đến với data frame, là các bit dữ liệu bao gồm dữ liệu thực được truyền từ người gửi đến người nhận. Độ dài khung dữ liệu có thể nằm trong khoảng 5 và 8. Nếu bit chẵn lẻ không được sử dụng thì chiều dài khung dữ liệu có thể dài 9 bit. Nói chung, dữ liệu được truyền trước tiên, sau trước tiên. Tiếp theo, ta đến với ưu điểm của giao tiếp URT không đồng bộ. Đó là tiết kiệm chân vi điều khiển. Hai chân là ngoại vi mà bất kỳ một vi điều khiển nào cũng có khá nhiều module cảm biến dùng URT để truyền nhận data với vi điều khiển. Nhược điểm của giao tiếp URT không đồng bộ là tốc độ khá chậm. Tốc độ tối đa tùy thuộc vào từng dòng, quá trình truyền nhận dễ xảy ra lỗi, nên trong quá trình truyền nhận cần có các phương pháp kiểm tra, thông thường là truyền thêm bit hoặc byte để kiểm tra lỗi. URT không phải là một chuẩn truyền thông. Khi muốn nói là một chuẩn truyền thông hoặc truyền data đi xa, chúng ta cần phải sử dụng các IC thông dụng để tạo thành các chuẩn giao tiếp đáng tin cậy như RS485 hay RS232. Tiếp theo ta đến phần 5. Tính năng nổi bật của URT như sau. STM32 thì có 3 bộ URT với nhiều mode hoạt động. Với nhiều bộ URT, ta có thể sử dụng nhiều ứng dụng với một chip điều khiển so với STM8S. Một số tính năng nổi bật như sau: đầy đủ các tính năng của bộ giao tiếp không đồng bộ, điều chỉnh baud rate bằng lập trình và tốc độ tối đa lên đến 4,5 MPS/s. Độ dài được lập trình là 8 hoặc 9 bit, cấu hình bit stop hỗ trợ là 1 hoặc 2. Có chân clock nếu muốn chuyển giao tiếp thành đồng bộ, cấu hình sử dụng 1 giây hoặc 2 giây. Có bộ DMI nếu muốn đẩy cao thời gian truyền nhận, bit cho phép truyền nhận riêng biệt. Phần 2 đó là một số thanh ghi quan trọng. Ta đến với một, đó là Status Register. Trong thanh ghi này thì ta sẽ có ba ký hiệu quan trọng. Đó là TXE, có nghĩa là bit báo có data đã truyền hay không.
Nếu nó bằng 0 tức là data rỗng có thể truyền, nếu nó bằng 1 thì data đã được truyền đi. Đến với OXNE có nghĩa là bit báo data đã nhận hay chưa, bằng 1 là đã nhận, bằng 0 chưa nhận hoặc nhận chưa xong. TC có nghĩa là cờ đã báo nhận data hoặc data vừa mới truyền xong. Hai là data register. Thanh ghi này chứa data nhận và data truyền gồm 9 bit và nó phụ thuộc vào trạng thái truyền hoặc nhận sẽ quyết định đó là data truyền hoặc data nhận. Đến với phần 3 là boundary register. Thanh ghi này thì chứa giá trị tốc độ bao được cài đặt DIV Massizer là thành phần trước dấu phẩy và DIV Fraction là thành phần sau dấu phẩy của tốc độ bao được quy đổi với bảng sau. Phần 4 ta đến với lại Control Register. Trong này thì sẽ có các ký hiệu hiệu UE có nghĩa là bit cho phép UART hoạt động. M lớn là độ dài của data là 8 bit hay 9 bit. WAKE là phương pháp đánh thức UART là delay hoặc direct mask. PCE là cho phép hoặc không cho phép priority. PS là chọn lại priority chẵn hoặc lẻ. PEIE cho phép ngắt PE hay không ngắt. TXEIE cho phép ngắt truyền hay không. TCIE cho phép ngắt khi truyền nhận xong hay không. OXNEIE cho phép ngắt nhận hay không. TE cho phép truyền hay không. OE cho phép nhận hay không. Và OWU cho phép thức tỉnh hay không khi nhận được data từ bên ngoài. Và đến với phần 5 là Real-time and regular register. Thanh ghi này cho chúng ta chỉ quan tâm đến PSC 70 là những bit cho phép bộ chia clock trong AUDT từ lock hệ thống để từ đó chia tốc độ bao cho hợp lý. Phần trình bày lý thuyết của em đến đây là hết. Em là Nguyễn Thành Nam, xin đại diện nhóm làm phần STMSPI giao tiếp. Thì đầu tiên là SPI là gì? SPI là viết tắt của Serial Peripheral Interface, được sử dụng để truyền dữ liệu trong khoảng cách ngắn, thường thì được sử dụng trong các hệ thống nhúng. SPI được phát triển bởi Motorola vào những năm 1980 để và trở thành chuẩn của de facto. Các ứng dụng tiêu biểu của SPI có thể kể tên như là Security Digital Card và giao tiếp màn hình LCD. Thì ở đây á, giao tiếp SPI thì sẽ có 4 chân. Chân đầu tiên là chân SCLK, chân thứ hai là chân MOSI, chân thứ ba là chân MISO và chân thứ tư là chân SS. Đối với lại SCLK á, là chân này sẽ tạo ra xung. Để mà hoạt động được thì master sẽ gửi xung về slave để đọc tín hiệu. Chân tiếp theo là chân MOSI. MOSI có nghĩa là Master Out và Slave Input. Master sẽ gửi tín hiệu đi và Slave này sẽ nhận tín hiệu vào và đọc. Chân thứ ba là chân MISO. MISO có nghĩa là Master Input và Slave Output. Thì lúc này thì Master sẽ đọc tín hiệu mà Slave gửi về. Chân thứ tư là chân Chip Select.
Trên Shift Flag này sẽ giúp cho các con slave hoạt động hay không, thì là khi mà để một con slave này hoạt động á, thì master sẽ gửi đi tín hiệu thấp, mặc định con slave này sẽ đang ở trạng thái là tín hiệu cao. Muốn hoạt động được con slave thì master sẽ gửi tín hiệu thấp để giúp cho con slave này hoạt động. Và ở đây em có một cái số sơ đồ, có hai cái sơ đồ khác biệt như nhau, nhìn thì khá là tương đồng nhưng mà nó hoạt động theo hai cách khác biệt khác nhau. Đến với phần sơ đồ đầu tiên á, thì ở đây sẽ có khi mà một con master á, mà muốn điều khiển nhiều con slave khác nhau á, thì đầu tiên á ở cái chân clock này thì SCLK này sẽ nối với nhiều con slave khác nhau, đi từ đây này ra đó. Rồi cái chân MOSI này sẽ nối với nhiều con khác nhau luôn. Chân MISO cũng thế, từ ba con này sẽ nối về master. Ở đặc biệt ở cái khác ở sơ đồ 1 khác sơ đồ 2 á, là sẽ có cái chip select này, sẽ có chip select của ba con slave là SS1, SS2 và SS3. Ở đây chỉ có một cái SS thôi. Để mà hoạt động được, con master này sẽ muốn khi mà một con master mà muốn kết hợp với nhiều con slave để mà đọc tín hiệu, thì đặc điểm là khi mà cả ba con slave này thì làm sao để biết được con nào đọc tín hiệu được của con nào, để biết được ba con này thì master sẽ đọc tín hiệu của con nào, thì master sẽ gửi cái tín hiệu thấp về một trong ba con này, sẽ mặc định nó là tín hiệu cao thì nó đang ở trạng thái không hoạt động. Khi mà ví dụ SS1 được gửi tín hiệu thấp thì lúc này thì master sẽ gửi tín hiệu đọc về cho slave, hoặc là slave gửi tín hiệu về cho master để master đọc, thì lúc này con SS2, con slave 2 và con slave 3 sẽ đang ở tín hiệu cao sẽ không hoạt động, và con slave 1 ở tín hiệu thấp sẽ hoạt động. Tương tự như thế thì các con slave còn lại, con nào mà được nhận tín hiệu thấp thì sẽ hoạt động. Còn đối với phần sơ đồ 2, ở sơ đồ 2 thì cái này là hoạt động theo cái kiểu nối tiếp, thì cái cách hoạt động này cũng khá là hay. Thì ở cái chân SCLK này thì cũng khá là tương đồng với bên kia, thì nó cũng sẽ nối từ một master ra ba con slave khác nhau. Điều đặc biệt là ở chân MOSI này, chân MOSI là khi master output và slave input thì sẽ có một chân đi từ con slave 1 gửi về master out và slave in. Xuống đây là chân MISO nghĩa là master input và slave output, có nghĩa là slave sẽ gửi tín hiệu về MISO, thì cái khi mà gửi tín hiệu về master thì nó sẽ gửi từ con slave 1 sang con slave 2 là chân nhận đọc tín hiệu, và từ con slave 2 sẽ gửi tín hiệu về chân đọc của con tín hiệu slave 3, và cuối cùng là sẽ ở chân MISO của slave 3 gửi tín hiệu về chân MISO ở con master. Đây là khi, và cái điều đặc biệt ở đây á là cái chân chip select này nó sẽ dùng một chân thôi, dùng cho cả cả ba con này sẽ hoạt động cùng lúc hoặc là ngưng hoạt động cùng lúc hoặc là ngưng hoạt động. Thì cái việc đọc như vậy sẽ đọc từng con một, con slave 1 sẽ gửi tín hiệu về slave 2, gửi tín hiệu về slave 3 về rồi về master theo thứ tự nối tiếp từng con một. Thì nói chung quy lại á, thì sơ đồ 1 và sơ đồ 2, ở sơ đồ 1 á, thì nó sẽ hoạt động độc lập, thì nó sẽ có nhiều chân chip select hơn. Về phần ưu điểm của nó thì là khi mà một trong ba con này bị hỏng thì nó vẫn sẽ đọc được dữ liệu của những con còn lại. Cái nhược điểm của nó là sẽ sử dụng nhiều chân chip select này hơn. Còn về phần sơ đồ 2 thì sử dụng mắc kiểu nối tiếp, thì nó sẽ để con master đọc được tín hiệu của slave 1 thì phải gửi tín hiệu thấp về cả ba con, một lần nó gửi sẽ gửi ba con, và tín hiệu sẽ được gửi từ slave 1 qua slave 2 rồi qua slave 3 rồi mới về được master. Thì đó cũng là một cái hay, là vì nó sử dụng ít chân chip select hơn, và nó vẫn sợ mà nó vẫn được điều khiển được ba con. Về cái nhược điểm của nó là khi mà một trong ba con này bị hỏng
thì cái tín hiệu nó sẽ không gửi được, không, và master không gửi được, bị gián đoạn và master sẽ không đọc được dữ liệu. Đó là phần ưu và nhược điểm. Cái này là theo phần sơ đồ 1.1 này, một master với lại một chip select. Và cái này là theo sơ đồ nối tiếp, là một master và nhiều chip select nối tiếp với nhau theo một vòng tròn, một vòng chain của nó. Về tốc độ, ở tốc độ đây là theo cái thống kê trên lý thuyết thì có tốc độ maximum speed ở chain 2 và maximum speed ở chain 3, maximum period devices. Thì ở cái con URT này thì là 230 kilobyte bit. Thì ở đây cũng là một em, ở đây là con LC2 thì khoảng 400, và SBI là 60 MB, đây là 32, thì khá là một con số khá là cao. Về phần mod, mod thì sẽ có bốn cái mod hoạt động của SBI2, thì sẽ có mod 0, mod 1, mod 2 và mod 3. Mình sẽ có biết cấu hình của C. Cái này nó sẽ morality với C phase liên quan đến cực về pha. Không, nếu mà không không thì nó sẽ như thế nào, không một thì như thế nào, và một không như thế nào, và một một nó như thế nào. Và mình sẽ có bốn mốc để lấy dữ liệu cạnh lên hoặc là cạnh xuống, ở mức cao hoặc là mức thấp ở xung clock. Thì đây sẽ là bốn cái trường hợp này sẽ kết hợp với nhau nè. Mình sẽ ra những thời điểm để mình lấy mẫu. Đây là sơ đồ của nó. Đầu tiên á, thì là sẽ là xung SDK trên SD, slay select. Khi mà slay xuống mức thấp thì data mới bắt đầu hoạt động. Thì cái chân data từ miso, cái chân đầu vào của master sẽ là chân ra. Thì đây sẽ là cái phần data này, tín hiệu bắt đầu này, bắt đầu giao tiếp với slave này, tín hiệu đi xuống, tín hiệu thấp này. Khi mà cái cpo bằng không, cpo bằng một, đây là cpo bằng không cạnh lên này. Cpo kết hợp với c pha bằng không, tức là không không cạnh lên, lấy cạnh lên ở đây. Khi mà cpo bằng một, cpo một mà c pha bằng không á, mình sẽ lấy cái cạnh đi xuống, cạnh đi lên, cạnh đi lên. C pha bằng 0 và C pole bằng 1 thì mình lấy cái cộng cạnh đi lên. Còn khi mà C pole bằng 1 và C pha bằng 1 thì mình sẽ lấy cạnh xuống. Ở đây em có một cái sơ đồ khá là dễ nhìn. Khi mà xuống này, rồi đầu tiên với cái sơ đồ đầu tiên này, khi mà cpo bằng 0, c3 bằng 0 thì mình sẽ lấy cái thời điểm đi xuống ở chỗ này và đi lên ở chỗ này. Đối với lại 01 á, mình lấy cái phần lắp đi xung lắp đi, ban đầu cái xung lắp mình sẽ là mức thấp, lấy đi xuống, đi lên ở chỗ này và đi xuống ở chỗ này. Cái SCK ideal là có nghĩa là mặc định, đây là mặc định ở mức thấp. Còn đây là sẽ là cái xung mặc định của nó ở mức cao. Đó, khi mà C bằng 0 và C pha bằng 0, ở C bằng 1 và C không bằng 0 á, thì sẽ lấy từ cao xuống thấp. Ở đây cũng thế. Khi mà ngược lại, C bằng 1 và C pha bằng 1 sẽ lấy từ thấp lên cao. Rồi. Và đây em có một cái ví dụ về cấu hình mặc định của
C0 và C5 bằng 0 thì là 0,0. Thì khi đó mà SSK sẽ là mức thấp. Và sau đó thì là và SSK đi từ thấp lên cao thì mình sẽ lấy được data của mình ngay lúc này, và mình sẽ lấy data trong cái khoảng thời gian này nó khá là ổn định. Đây sẽ là cái thời gian mình lấy mẫu nè. Có thung xung từ thấp lên cao thì mình sẽ lấy mẫu. Hai bên master và slave sẽ cùng nhau thống nhất ở thời điểm này. Và cái chip slave này sẽ là mặc định ở mức cao, và khi nào mà kéo xuống mức thấp thì cái chip slave này thì mới bắt đầu hoạt động. Và khi mà xuống mức thấp rồi á, thì mới bắt đầu diễn ra quá trình là truyền và nhận giữa master và chip slave ở việc đọc tín hiệu. Thì mỗi lần để mà truyền dữ liệu á, thì một lần truyền dữ liệu thì sẽ là một byte. Một byte tương đương với là 8 bit, thì cứ là 8 sung clock để truyền nhận data. Và sau đó là để mà tiếp tục thì mình lại bật 8 sung tiếp để mà tiếp tục. Và nếu mà muốn kết thúc cái việc mà đọc và nhận dữ liệu đó, mình sẽ kéo cái chân SS này lên mức cao. Còn nếu mà muốn tiếp tục đọc thì mình sẽ giữ nó ở mức thấp và tiếp tục quá trình đọc và ghi dữ liệu. Em xin chào thầy, em là Đặng Quốc Dũng. Hôm nay em sẽ trình bày về giao thức I2C cho con STM32. Đầu tiên sẽ là giới thiệu về giao thức I2C. Thì I2C viết tắt của Intern Integrated Circuit. Đó là một phương thức giao tiếp được phát triển bởi hãng Philips Semiconductors, dùng để truyền tín hiệu giữa vi xử lý và các IC trên các bus nối tiếp. Thì chuẩn I2C trở nên thông dụng với nhiều module và IC sử dụng rộng rãi như là IC nhớ, cảm biến góc nghiêng, module giao tiếp LCD, IC thời gian thực, IC chuyển đổi tín hiệu số tương tự. Chuẩn giao tiếp này hỗ trợ giao tiếp ở tốc độ 100 kHz hoặc là 400 kHz. Bus I2C sử dụng hai dây tín hiệu, đó là SDA Serial Data Line và SCL Serial Clock Line. Dữ liệu truyền trên SDA sẽ được đồng bộ với mỗi xung của SCL. Được SCL chỉ master mới có quyền điều khiển được nó. Và STM32 có hai bộ chuyển đổi I2C với các tính năng là nó có thể lập trình là master hoặc là slave. Đối với master thì nó sẽ tạo ra xung clock và tạo ra tín hiệu start stop. Đối với slave, nó sẽ lập trình được vị trí của thiết bị I2C, chế độ kiểm tra bit stop, số địa chỉ được sinh ra cũng như được kiểm tra là 7 bit hoặc là 10 bit tùy nhu cầu sử dụng. Hỗ trợ hai chuyển tốc độ là 100 kHz và 400 kHz, có bộ lọc nhiễu analog tích hợp mode DMA, có các cờ báo trạng thái nhận truyền kết thúc chuyển đổi báo lỗi. Có các ngắt như là ngắt buffer truyền nhận, ngắt sự kiện, ngắt báo lỗi. Và đặc điểm của giao thức này là tốc độ nó không được cao, thường sử dụng onboard với đường truyền ngắn, nối được với nhiều thiết bị trên cùng một bus, và giao tiếp đồng bộ sử dụng clock từ master. Hai sẽ là một vài thanh ghi quan trọng của giao thức này. Đầu tiên sẽ là control register 1. Đầu tiên sẽ là bit ASK. Nó cho phép nhận hoặc thông tin, nó cho phép nhận hoặc không nhận tín hiệu ASK return từ thiết bị được truyền, là bit 10. Bit 10 là ASK. Tiếp theo là bit số 9 stop. Nó sinh ra tín hiệu stop kết thúc quá trình giao tiếp. Còn tín hiệu start ở bit số 8. Còn start ở bit số 8 thì nó sinh ra tín hiệu start để bắt đầu quá trình giao tiếp. Theo là bit 0 là PE, Pre-Prep Enable. Thì bit này được bật lên bằng 1 khi quá trình giao tiếp I2C đang được thực hiện và kết thúc khi nó có tín hiệu End Communication. Tiếp theo là Control Register 2. Thì ở thanh ghi này ở bit số 10 là IT Buffer. Nó sẽ cho phép hoặc là không cho phép xảy ra ngắt khi có data trong quá trình truyền nhận. Ở bit số 9 là
ITEVTN nó sẽ cho phép ngắt khi xảy ra các sự kiện sau trên các bit SB, ADDR, ADD10, STOPF, BTF, TXE và RXE. Ở bit thứ 8 là Ethereum, nó cho phép hoặc là không cho phép xảy ra ngắt khi có lỗi xảy ra. Và tiếp theo là Frequency là từ bit 0 tới 5. Nó là bộ chia clock tần số được tính từ nhánh clock hệ thống chia cho bộ EIC. Tiếp theo sẽ là Old Address Register 1. Ở bit số 15 là Add Mode thì nó sẽ cài đặt số bit địa chỉ của slave là 0 à là 7 hoặc là 10 bit. Còn ADD ở bit 9 với 8 thì nó chỉ được sử dụng khi mà mode địa chỉ là 10 bit. Còn ADD từ bit 1 tới bit 7 là bit địa chỉ của thiết bị slave, và ADD 0 thì nó cũng chỉ ở bit ADD 0 ở bit số 0 thì nó cũng chỉ sử dụng khi mode địa chỉ là 10 bit. Tiếp theo là Data Register. Thì thanh ghi này gồm 8 bit, nó sẽ chứa các data của quá trình truyền hoặc nhận. Từ bit 0 tới bit 7 là Data Register. Tiếp theo là Status Register 1. Thì thanh ghi này nó có chứa các cờ báo trạng thái của quá trình giao tiếp EIC. Đầu tiên sẽ là ở bit số 14 sẽ là timeout, nó sẽ báo hết thời gian đợi quá trình truyền nhận data. Ở bit số 12 là PECERR, nó chấp nhận lỗi PCE và phản hồi lại quá trình tín hiệu lỗi. Ở bit 11 là OVR, nó báo quá trình overrun hoặc là underrun. Ở bit số 10 là AF, nó báo tín hiệu ACK nó có bị lỗi hay không. Ở bit 7 là TXE, nó báo buffer truyền có trống hay không. RXE thì nó sẽ báo buffer nhận có trống hay không. Còn STOPF nó là cờ báo có quá trình kiểm, nó là cờ báo có kiểm tra quá trình stop hay không. Ở bit số 2 là BTF, nó báo chuyển byte dữ liệu đã xong hay chưa. Và ở bit số 1 là ADDR, nó báo địa chỉ đã được gửi mode master hay không tương thích ở mode slave. Còn ở bit 0 là SB, nó cho phép mình có sử dụng bit start hay không. Và thanh ghi tiếp theo là clock control register. Thì ở thanh ghi này bit số 15 là FS thì nó sẽ cho mình sử dụng mode fast tốc độ 400 kHz hoặc là mode standard 100 kHz. Còn duty ở mode số 14 thì nó chỉ sử dụng cho fast mode là 400 kHz với hai chế độ. Còn CCR từ bit số 0 tới bit số 11 thì nó là thanh ghi chứa clock control cho bộ. Và tiếp theo sẽ là tới giao thức chuyển dữ liệu của giao thức EIC. Thì dữ liệu được chuyển giữa các thiết bị master và các thiết bị slave thông qua một đường chuyển dữ liệu SDR duy nhất và thông qua các chuỗi có cấu trúc gồm các số 0 và 1 bit. Mỗi chuỗi số 0 và 1 được gọi là một giao dịch. Mỗi chuỗi số 0 và 1 được gọi là giao dịch transaction, và dữ liệu trong mỗi giao dịch nó sẽ có cấu trúc như sau là start condition. Tiếp theo nó sẽ tới 7 bit địa chỉ. Tiếp theo là qua read write bit và qua ACK hoặc là NACK bit, và tiếp theo đây sẽ là 8 bit dữ liệu, và cũng qua quá trình ACK NACK, nó cũng qua các ACK NACK bit, và cuối cùng sẽ là stop condition. Thì ở điều kiện bắt đầu thì bất cứ khi nào có một thiết bị master IC quyết định bắt đầu một giao dịch, nó sẽ chuyển mạch SDA từ mức điện áp cao xuống mức điện áp thấp, trước khi mà đường SCL đây nó sẽ chuyển từ cao xuống thấp.
Và khi điều kiện bắt đầu được gửi tới thiết bị master thì tất cả các thiết bị slave đều hoạt động, ngay cả khi chúng ở chế độ ngủ và đợi bit địa chỉ. Ở khối địa chỉ là khối thứ hai. Ở khối thứ hai là bảy cái address bit này, này thì nó bao gồm 7 bit và được lấp đầy với địa chỉ của thiết bị slave đến. Từ đó thiết bị master cần gửi nhận dữ liệu. Tất cả các thiết bị slave trên bus I2C này so sánh với các bit trên bus I2C so sánh các bit địa chỉ này với địa chỉ của chúng. Tiếp theo sẽ là bit read và write. Thì bit này xác định đường truyền, xác định hướng truyền dữ liệu. Nếu như mà thiết bị master IC cần gửi dữ liệu đến thiết bị slave thì bit này được thiết lập là 0. Còn nếu IC master cần nhận dữ liệu từ thiết bị slave thì bit này sẽ được thiết lập là 1. Theo là bit ACK, NACK. ACK, NACK thì nó viết tắt là Acknowledge và Not Acknowledge. Nếu địa chỉ vật lý của bất kỳ thiết bị slave nào trùng với địa chỉ được thiết bị master phát thì giá trị của bit này sẽ được xét là 0 bởi thiết bị slave, và ngược lại nó vẫn ở mức logic 1 ở mặc định. Tiếp theo sẽ là khối dữ liệu. Khối dữ liệu là 8 cái database. Thì khối dữ liệu này nó sẽ bao gồm 8 database và được thiết lập bởi bên gửi với các bit dữ liệu cần truyền tới bên nhận. Khối này được theo sau bởi một bit ACK, NACK và được set thành 0 bởi bên nhận nếu nó nhận thành công dữ liệu, ngược lại nó vẫn ở logic 1. Và sự kết hợp này của các khối dữ liệu với hiệu theo sau bởi các bit ACK, NACK sẽ được lặp lại cho đến khi quá trình chuyển dữ liệu này nó được hoàn tất. Và cuối cùng là stop condition, điều kiện kết thúc. Thì sau khi các khung dữ liệu cần thiết nó được chuyển qua đường SDA rồi thì thiết bị master chuyển đường SDA từ mức điện áp thấp từ mức điện áp thấp sang mức điện áp cao trước khi đường SCL chuyển từ cao xuống thấp. Và sau đây em sẽ thực hành viết code cho nó hiển thị trên màn LCD có tích hợp sẵn I2C. Thì ở đây đầu tiên là khai báo chân serial while để sử dụng chế độ debug. Ở đây em sẽ sử dụng Crystal Ceramic Resonator để chỉnh tốc độ, dùng thạch anh. Ở chân connectivity em sẽ dùng cổng I2C 1, tại vì nó có hai cổng I2C. Đây em sẽ set chế độ là I2C. Sau đây em sẽ sinh code. Code ở đây em đã sinh ra sẵn. Thì em sẽ sử dụng hai thư viện của I2C LCD là file i2clcd.h và i2clcd.c. Đầu tiên em sẽ add cái thư viện i2clcd.h vô để mình sử dụng cái thư viện này. Và tiếp theo em sẽ gọi cái hàm i2c init ra để mình sử dụng i2c init. Và đây là hàm xuất ra màn hình. Thì cái LCD poker này là thì nó là tại vì ở đây là con LCD 1602 là 16 hàng 2 cột. Thì LCD poker này là số 0. Đầu tiên sẽ là hàng 0 cột 1. 01 đây sẽ là hàng 0 cột 1. Hàng nó sẽ từ 0 tới 15. Đây là hàng 0 cột 1. Thì em sẽ in ra dòng chữ là microprocessor. Và ở hàng thứ hai, ở hàng thứ hai sẽ là hàng 1. Hàng 2. Hàng 2 cột số 1.
thì em sẽ in ra chữ Đặng Quốc Dũng. Đây là hàng hàng không cột 1, đây là hàng 1 cột 1. Hàng không cột 2 với lại hàng 2 cột 2. Sẽ load. Và đây là phần cứng của em. Con này là LCD tích hợp với I2C 1602. Đây là STM32. Và đây là ST-Link để nạp. Em sẽ cắm nó vô. Và build chương trình. Load xuống. Và đây là kết quả. Tiếp theo em sẽ đổi lại chữ này để nó hiển thị. Build và load nó xuống. Và đây là kết quả. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe ạ. Em chào thầy, em là Tăng Nghe Văn Huy, mã số sinh viên 2014-6255. Hôm nay em xin trình bày phần báo cáo cuối kỳ, nội dung là phần số 4, STM32 điều khiển động cơ DC. Thì trong phần này em sẽ dùng cách là băng xung PWM để điều khiển động cơ DC, điều khiển tốc độ và bật tắt động cơ DC. Thì trước hết là em sẽ nói qua về phần xung PWM. Thì ở đây sẽ có hai lưu ý. Thì thứ nhất là chu kỳ của xung và độ rộng của xung. Thì độ rộng xung tương ứng phần này và chu kỳ từ đây đến đây. Thì theo như mạch Bluetooth thì em sẽ sử dụng STM32 để điều khiển động cơ DC, và kèm với đó là con là 298. Thì trước hết em sẽ cấu hình bên phần cúp MEIS, thì cũng như cấu hình những phần bài tập trước kia. Thì đây em sẽ có hình serial wire, tiếp đến là stone, và ở phần GPIO thì em sẽ up ba chân. Ba chân đầu là B0, B1, B2 là GPIO input, có nghĩa là theo mặt Lotus thì ba chân này B0, B1, B2 tương ứng với up, down và start stop như em đã đặt tên, có nghĩa là nút bấm. Thì ở đây em sẽ ở phần này thì em sẽ chỉnh tất cả đều là các ba chân này đều là bonus. Tiếp đến là phần chân BA3 và BA4. Thì hai chân này em sẽ set nó về GPIO output tương ứng với chân BA3 là enable và chân BA4 có nghĩa là in2. Thì enable và chân in2 đây. Thì hai chân này em sẽ set về phần output, và còn một chân nữa đó chính là BA 8. Chân này có nghĩa là timer. Thì cái phần chân này em sẽ set up ở ở ngay timer 1. Thì ở phần timer 1 này á, ban đầu thì như mục đầu tiên thì em sẽ chỉnh phần clock source.
chính là internal clock, tức là bơm xung nội. Tiếp đến là để ta có thể bơm xung BFDM ở cộng là 4 kênh. Thì ở đây em sử dụng kênh thứ nhất, em sẽ đặt ở đây là BFDM Generation CF1. Thì khi mình đặt ở đây á, là BWM Generation CF1, thì chân BA8 này sẽ sáng lên, và ở đây sẽ là SAM1 CF1. Rồi, tiếp đến là sau khi mà em đã đặt xong cấu hình xong ở đây, thì tiếp đến là phần cấu hình chân cấu hình hammer ở đây. Thì phần rescaler này, tức là tần số đếm, thì em sẽ đặt là 79, tức là 79 cộng 1 là 80. Do phần xung lốc ở đây em đặt là ở đây nghĩa là 80 Hz, cho nên ở phần rescaler này, ở tần số đếm này, em sẽ đặt là 79, nghĩa là 79 cộng 1 80. Như phần counter broad này, tức là chu kỳ xung, thì phần chu kỳ của xung này thì ta sẽ cho nó đếm đến 999, thì đếm từ 0999, sẽ cho nó đếm từ 0999 như theo công thức ở phần timer. Thì em sẽ cho nó ra một cái, sẽ có được một cái xung có tần số khoảng 100 Hz. Tiếp đến ở dưới này phần BWM, thì ở đây em sẽ đặt phần pulse là 199. Thì ở đây ta có thể đặt theo cái tần số mà như ở đây ta có thể cho đó là khoảng 20%, thì em sẽ đặt đó là 199. Thì cái phần tần số này mình có thể chỉnh trong phần QC, cho nên ở đây thì em chỉ là đặt trước 199 này á, là ta sẽ cho nó đến 199, tức là khoảng 20% trong cái 999 này. Thì khoảng một cái 199 này thì nó giống như là nó sẽ có, nó là sẽ có 20%, nó đếm ở mức 1, và còn 80% sẽ đếm ở mức 0. Thì đây em sẽ đặt là 20%, có nghĩa là tức là độ động xung là khoảng 20% trong cái trên cái 999 này. Và cái số này thì có thể cho nó ngẫu nhiên, miễn sao là nó bé hơn hoặc bằng cái 999 này. Thì đây là phần cấu hình ở trên cấp MS. Thì sau đây em sẽ xin code ra. Tiếp đến là trong phần KC, thì ở đây thì em sẽ set up như ở đây. Chúng ta có thể thấy ở phần dưới này, đây chân timer 1 init, thì ở đây thì ta có sẵn các thông số như là phần rescaler, tần số đếm 79, đây em sẽ đặt ở đây phần chu kỳ của xung đếm lên tới 999 ở đây, và còn nữa nó chính là độ động xung boost ở đây là 199. Thì ở đây mình có thể điều khiển, có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình trong này luôn, không phải mất công khi phải qua đây xin code xong rồi ở đây mình phải modify nó một lần nữa. Thì đầu tiên á, em sẽ lên phần main. Ở đây thì ta sẽ có, đầu tiên thì ở đây ta sẽ thấy được là đây hàm timer handle timer 1. Ở đây em sẽ gọi một cái biến var. Và ở đây thì em sẽ đặt là UNT 16, tức là 16 bit. Thì ở đây mình sử dụng STM32 có 16 bit. Thì sẽ đếm đến khoảng tại vì mình dùng 16 là đây mình dùng 16 là thì mình đếm, nếu mà chỉ dùng 8 ở đây thì chỉ đếm được đến 255. Nhưng mà ở đây 16 thì mình có thể đếm tới khoảng 65536. Thì ở đây em sẽ gọi một cái biến là UNT16 TVA. Tiếp đến là ở trong phần hand init, ở đây ở phần user code begin 2 em sẽ đặt, em sẽ gọi một cái hàm hand team bwm star. Thì hàm này á là để em
để em enable cái phần timer lên. Đây, enable cái chân này lên, enable chân B3. Thì ở đây em sẽ đặt là đây, timer 1, end timer 1, tim kênh 1. Thì như ở phần CUPMX ta đã cấu hình cho kênh 1 là BWM Z1, thì ở đây em sẽ gọi đây luôn là xong team 1 team Z1. Tiếp đến là ở trong vùng vùng lập Y, thì ở đây em sẽ có đầu tiên á là ta sẽ có phần start stop DC, ở đây có nghĩa là bật tắt động cơ DC. Thì ở đây em sẽ có một cái hàm if ban đầu á, nếu if ban đầu chân GPIO pin 2 này nó bằng 0 á, tức có nghĩa là khi mà cái chân này, chân view chân 2 là chân start stop này nó bằng 0, thì tức là nó được nhấn. Thì khi mà nó được nhấn á, thì dưới này á em sẽ đặt trong một vòng lặp while, thì khi mà nó được nhấn á, thì nó sẽ không làm gì hết. Đấy, khi mà nó được nhấn thì tức là chân thì nó sẽ bắt đầu quay. Thì đây sẽ đặt một hàm lập y GPIO pin 2 không, khi mà được nhấn sẽ không làm gì cả. Và tiếp đến em sẽ đặt một cái hàm, gồm cái hàm han GPIO toggle. Toggle là ở phần ở pin 3, phần enable là khi mà em nhắc, khi mà bấm là một lần nữa thì nó sẽ toggle, nó sẽ chuyển đổi từ từ 0 về 1, tức là khi mà động cơ đang quay sử dụng hàm toggle này để chuyển đổi lại từ 0 về 1, cháu lại về 0 về 1 để động cơ từ đang quay sẽ đứng yên. Và khi mà mình muốn nó quay tiếp thì chỉ cần bấm lại thì tốc độ sẽ chuyển đổi lại từ 1 về 0. Ở đây em sẽ set up một cái giá trị va là 900, là giá trị ban đầu của nó. Thì khi động cơ quay đạt một giá trị ban đầu. Tiếp đến là về phần phần tăng tốc. Vì là cái phần tăng tốc thì tức là phần up của em, tức là sẽ tăng tốc động cơ. Up ở đây là tương đương với chân B0. Thì ở đây em sẽ gọi một cái hàm if han GPIO cho pin 0 bằng 0. Ở đây pin 0 B0 up, chân up tương đương với button up cho nó bằng 0. Thì ở đây á thì khi em cho nó bằng 0 á, thì tức là lúc nhấn nó bấm, lúc nhấn nó bấm thì khi đó thì nó sẽ có một cái hàm while, khi mình được bấm á, thì nó sẽ không làm gì hết. Đây hàm while và trong một cái hàm if. Tiếp, nếu mà giá trị này nó lớn hơn 100 thì ban đầu em sẽ đặt giá trị là 900, thì khi hàm va này sẽ cho va trừ đi 400, tức là em muốn cái phần cái động cơ này nó xoay, nó quay một cách nó quay nhanh hơn. Tương đương với phần phần giảm tốc ở đây là khi if han GPIO read pin ở phần GPIO pin 1 pin 1 sẽ tương ứng với chân down, phần down chân 1, thì em muốn động cơ nó quay chậm giảm đi. Ở phía đây á, khi mà va cái va, giá trị va này á, nó sẽ không, khi nó đạt tới mức mốc này nó sẽ dừng lại, nó sẽ không quay nữa, nó sẽ đạt tới mức giá trị giống như là tối đa, giống như ở đây cũng vậy. Sau một cái giá trị GPIO pin 1 cho nó bằng 0, thì khi mà trong vùng lặp quay, khi mà nó bằng 0, khi được nhấn nó sẽ không làm gì hết. Và tương ứng với đó thì giá trị if sẽ cho nó va nó bé hơn 900, thì khi mà nó quay nó đạt tới giá trị mà ban đầu quá trình setup mà em đã setup ban đầu á, thì mà khi mà em muốn giảm tốc, giảm cho quay về giá trị nó ban đầu thì nó sẽ giảm tới mức đó, nó sẽ không, gọi là nó sẽ không quay, nó chỉ dừng ở mức đó thôi. Và khi mình muốn tăng tốc lên á, thì nó sẽ tăng lên đây, tăng lên giá trị tối đa, và khi mình muốn về thì nó sẽ về mức giá trị mà mình setup nó ban đầu. Ở đây thì em sẽ cho thêm một hàng va 400, tức là mình muốn giảm về một lần như vậy, lần 400. Và cuối cùng là ở phần han team set compare, thì ở đây mình có một cái hàm han team set compare. Ở đây thì ở đây em muốn điều chỉnh cho cái động, em muốn điều chỉnh cái thông số của cái động cơ này cho nó quay, như là mình điều chỉnh trên nút bấm như này, khi mà bấm up thì động cơ sẽ tăng dần, và khi bấm nút down thì động cơ nó sẽ giảm dần, tốc độ nó sẽ giảm dần. Thì ở đây em sẽ gọi một cái hàm han team set compare timer 1, kênh 1, team channel 1. Và đây là hàm va thì tương ứng với cái hàm UNT 16
và trên này em đã gọi sẵn trên này service. Thì sau khi mà đã có được cái đây là phần code để điều khiển động cơ của em xoay một chiều và tăng tốc giảm tốc, thì sau đây mình sẽ bu code và chạy thử trên Rotus. Thì đây là mặt của em Rotus là 298. Ở đây thì đó 298 này có hai mạch cầu H, thì tương ứng điều khiển được hai động cơ DC là chân ra 132 334, nhưng mà ở đây em chỉ sử dụng một động cơ DC, cho nên chỉ kết nối với A132. A132 ở đây từ con là 298 này, và nó sẽ nhận cái nó sẽ nhận từ cái chị từ ST332, và cái in X1 này, cái một này tức là cái giá trị mà chân BA8 này là cái giá trị setup timer của mình khi mà em đã code từ ban nãy trên phần QC, thì nó sẽ tương ứng ở đây khi mà em start nó bắt đầu nó chân timer 1 và kênh 1, thì ở đây nó sẽ được giống như sẽ được enable lên chân BA8 ở đây. Rồi, em sẽ nạp code chạy thử. Như đây thì khi mà em muốn em sẽ bắt đầu chạy động cơ. Đây như thầy có thể thấy thì động cơ nó sẽ tốc độ nó sẽ tăng dần đến một giá trị nào đó, như em đã setup bắt đầu là khoảng va khoảng bằng 900 thì nó sẽ quay một cái khoảng đó, và nó sẽ chỉ quay với tốc độ trong khoảng đó thôi. Và khi mà mình muốn tăng tốc lên thì chỉ cần bấm up đấy, thì phần tốc nó sẽ tăng dần lên. Và em muốn nhanh hơn nữa thì chỉ cần bấm cho nó giá trị cao hơn nữa, và khi nó đạt một cái giá trị nhất định đó, tức là cái giá trị cuối cùng của nó, thì nó sẽ cứ quay với giá trị đó thôi, nó sẽ không quay nhanh hơn nữa. Lý do là đây, như thế em có thể thấy là em setup khi đạt cái giá trị đó thì nó chỉ dừng ở mức đó thôi, nó sẽ không quay cao hơn nữa. Và khi bây giờ em muốn trả nó về cái giá trị ban đầu của mình á, thì đây em sẽ ấn nút down, nó sẽ giảm dần tốc độ lại, và tốc độ này sẽ giảm dần đấy, và thì nó sẽ giảm dần đến giá trị ban đầu của mình. Và khi mà giảm dần giá trị ban đầu của mình á, thì nó sẽ đứng ở mức đó luôn và nó sẽ không giảm nữa. Bây giờ mình muốn tăng nó lên thì nó sẽ tăng lên thôi. Và giờ em muốn dừng thì chỉ cần bấm nút stop, lắp lại một lần start stop ở đây thì động cơ sẽ dừng lại, cơ sẽ chậm lại và khoảng thời gian nó sẽ dừng lại. Và đây là phần bài báo cáo cuối kỳ của em khi về nội dung là sử dụng STM32 điều khiển động cơ DC. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe.